Lúc nãy là quay cho các bạn xem nhưng không biết các bạn có nhìn thấy không, tại vì là không không dám nói sợ nó bay. Có một chú chim nhỏ này, em đang ở đây lấy thuốc này, nó bay vào tận đây này, nhưng lúc em cầm điện thoại ra em quay thì nó lại bay xuống bên dưới mất. Đâu nhìn, nó ở đâu, nó ở dưới này rồi. Một chú chim rất là yêu luôn. Em không dám nói tại vì là nói thì nó lại bay đi mất. À không phải, kia là kia thôi. Nó rất là ấy nhá, vào rừng này, những cái chú chim này nó mình không cử động ấy, nó mình không động đậy nhiều ấy thì nó không biết đâu, nó tưởng là mình là con thú ở trong rừng thôi, nó bay vào cạnh luôn ấy. Nhưng mà nó bay đi mất rồi các bạn, một chú chim bé bé. Màu đen, nhưng mà đợt trước thì em tưởng là chim sáo nhưng không phải chim sáo đâu, những cái con chim bé bé này. Nó rất là hay. À, em lại giới thiệu với các bạn một lần nữa về cây cỏ gió, tại vì là hôm nay em đi tìm cây thuốc thì em gặp cây cỏ gió rất là to ở khu này. Cỏ gió thì em giới thiệu với các bạn nhiều rồi, công dụng nhiều rồi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu kỹ càng cho các bạn một lần nữa và cho các bạn xem lá một lần nữa. Bởi vì đây là cây già đây nha các bạn nha. Đây đấy, đây là cái lá già của nó này, lá cỏ gió này, nó là quả gió ấy. Nó là có cái củ gió, người ta gọi là củ gió nữa, nhưng mà thực ra là bản thân em chưa bao giờ thấy cái củ của nó các bạn nhé. Em chưa bao giờ thấy cái củ của nó. Từ bé thì em có đi theo ông em lấy thì cũng có cây to, nhưng em chưa thấy củ bao giờ. Thực tế là em chưa thấy củ nó bao giờ. Nhưng mà theo ông em bảo thì là cây nào nó to ấy thì nó sẽ có củ ở dưới cái rễ của nó này. Nhưng mà cây này nó cũng khá to, nhưng mà lúc nãy em không thấy cái củ nào. Đây này, em chạy đây. Đây, đây em đã lấy này. Không thấy cái củ nào các bạn nhé. Không thấy cái củ nào đấy ạ. Nói về cây cỏ gió ấy, nó là một cây thuốc quý, rất là đắng. Nó có vị rất là đắng. Có rất là nhiều trường hợp không uống được cây này mặc dù nó rất là tốt. Ví dụ như là các bạn bị huyết áp cao thì các bạn không dùng được cái này. Các bạn không được uống cái cỏ gió này. Nhá. Sắc uống thì các bạn không uống được, nhưng mà nếu mà ngâm rượu ấy thì các bạn bị huyết áp cao nhưng mà các bạn bị đau nhức quá ấy, thì các bạn có thể uống được một ly được, không sao cả. Uống ít thì được nhé các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà để các bạn để đun uống ấy, tại vì nhiều người đau quá mà, nhiều người đau lưng quá, đau thần kinh kinh tọa liệt nửa người, người ta không chịu được ấy, thì người ta đun, người ta uống, người ta sẽ uống, họ chịu được đắng ấy. Thế nhưng mà cây này là nó rất là đắng, nó sẽ đi thẳng vào tim, nó sẽ kích thích cho tim đập rất là mạnh, rất là nhanh, nó sẽ làm cho tim hoạt động mạnh, nhanh và gấp thì nó dẫn đến là đứt mạch máu não. Cho nên là các bạn mà huyết áp cao ấy thì các bạn tuyệt đối không được dùng nhé. Các bạn chỉ được dùng ở ngoài thôi. Dùng cây cỏ gió này thì nếu mà các bạn huyết áp cao thì các bạn dùng ở ngoài. Dùng ở ngoài ấy, có nghĩa là mình chỉ dứa hoặc là mình chỉ dứa hoặc là mình đắp thì nó không sao các bạn nhé. Mình dứa hoặc mình đắp thì không sao. Còn những cái bạn mà những cái bạn mà bình thường ấy, thế là bình thường là các bạn bị đau nhức ấy thì các bạn có thể là sắc nước uống. Tuy nhiên là em nghĩ là không ai uống được cái này đâu. Nó đắng lắm, thật sự đắng luôn các bạn ạ. Nó đắng, nó rất là bây giờ ngửi thì vào đến đây thì ngửi là nó rất là thơm nhưng mà nó cực kỳ đắng luôn. Nó không uống thì thật sự luôn em nghĩ là các bạn không uống được. Thật sự, nhưng mà để mà có một bình rượu xoa bóp độc, dùng độc vị ấy thì các bạn nên dùng cái cây này. Các bạn nên dùng cây cỏ gió này làm bình rượu xoa bóp. Em nói thật với các bạn nhé. Trung Quốc ngày xưa người ta thu mua hết rồi. Bây giờ em phải là may mắn lắm em mới gặp được cây như này nhé các bạn nhé. Đấy, may mắn lắm thì em mới gặp được cây này, cây già như này nhé. Chứ không phải là không còn nữa đâu. Ở đây người ta, người dân ở trong bản còn bảo em bảo là làm sao mà còn thấy cây này bây giờ thì cần lấy cây này ấy. Cây này nhá, liệt nửa người ấy. Đấy, bị liệt nửa người đi ấy. Bị tai biến mà bị liệt một nửa người mà nằm một chỗ. Có thể là dùng cây này để tắm thường xuyên nhé. Tắm mà ngâm này. Tắm này. Ngâm này. Tắm nó, ngâm nó hoặc đắp nó. Nói chung là sử dụng bên ngoài thì các bạn có người đã khỏi bệnh được. Thần kinh tọa nhé. Người bị thần kinh tọa mà thần kinh tọa mà bị cái người đi cứ nghiêng nghiêng ấy. Đi nghiêng nghiêng hoặc là đau da hông ấy. Là dùng cái này tắm rồi. Đắp rồi. Dùng cái này tắm đắp. Thì nó cũng sẽ khỏi được cái bệnh đấy nhé các bạn. Nhiều lá rơi quá, tí nữa em sẽ lại nhặt đây, lá nó rơi. Tại vì nó cuốn theo cái cây, em chặt cái cây rồi thì em vừa nói với các bạn thì em phải vừa quay lấy. Ngoài ra còn có một cái tác dụng cực kỳ hay nữa là
các bạn mà bị ngứa, bị thối, ví dụ như bị zona thần kinh ấy, bạn hay bị thối thối này, sau bị ngứa này, à, các bạn lấy cái lá nó này, các bạn phải rửa sạch ấy, các bạn vò nát nó, các bạn vắt nước hoặc là các bạn làm thành bột mịn đi, các bạn đắp thẳng vào, lấy cái lá này này nhé, các bạn đắp vào cái chỗ kia nó khắc khô, là trẻ em bị ngứa, rôm mè đay các kiểu ạ, bị ngứa thì các bạn chỉ cần lấy mấy cái lá này đun nước tắm cho các con thôi, khỏi luôn, không bị ngứa nữa. Bản thân mình cũng tắm như thế. Nếu mà trong cái những cái bài thuốc tắm mà các bạn thấy người ta bán thuốc tắm cho trẻ con, thuốc tắm dân tộc ấy, là người ta cho những cái túi lọc kia, không bao giờ có cây này. Nếu mà có cây này nó còn hiệu quả nữa các bạn nhé. Có cây này rất là hiệu quả. Cái nữa là đây, cái quan trọng nhất là cái bộ phận này, đây cái rễ của nó này các bạn, cái rễ của nó. Cái trước tiên là những cái bạn mà say tàu xe, các bạn say tàu xe nhé, đi xe mà bị nôn thốc nôn tháo ấy, này chỉ cần một tí này thôi, đấy cắt một đoạn ngắn này các bạn ngậm, không phải các bạn ngậm đâu mà các bạn nhai một cái, cắn vào một cái để cho nó đắng, cái đắng nó ra thì các bạn nuốt từ từ vào là các bạn không bị nôn nữa, không bị say tàu xe nữa, không bị luôn. Đang sốt cảm cúm, sốt kiểu như khó chịu, sốt cảm cúm mà do mưa xong là bị gió nhập vào, xâm phong nhập vào, ngậm nhai một đoạn bé tí này thôi, cái rễ của nó nhai một đoạn bé vậy, một đoạn này thôi, nuốt xuống thôi là các bạn thấy tỉnh hẳn luôn. Riêng cái say tàu xe nhá, nhà em có mấy đứa cháu gái, thì một đứa thì lúc trước thì nó vẫn hay về quê, nó ở dưới Thái Nguyên ấy, thì nó vẫn hay về với ông bà nó, thì say xe quá, say xe đến mức sợ là không đi xe cơ, mà sợ lên xe từ bé. Đây này, lá của nó này các bạn, từ bé thì nó đã sợ rồi, không dám cả đi xe. Thế nhưng mà em chỉ cần mỗi lần nó đi thôi, em cho một đoạn thế này thôi, đấy một đoạn ngậm thế này, không nôn tí nào luôn. Em đã cháu gái của em đã cho dùng rồi, cháu gái của em rồi, là có một đứa nó trước mẹ nó vẫn dạy ở trên Hà Giang ấy, đứa em gái của em vẫn dạy trên Hà Giang ấy, thì cái đứa kia, đứa con cả thì cũng say xe, như cả mỗi lần đi là em cứ cho một đề, em cứ cho một ít thế này này, một đoạn này khô này, rửa sạch đi, không cho cháu ngậm, để vào túi ngậm là không nôn các bạn ạ. Mặc dù thấy nó đắng nhưng mà ngậm vào đến đâu là nó ngấm xuống đến đấy luôn, mà không hề đắng luôn, không đắng luôn các bạn nhé, rất là hay luôn đấy cây cỏ gió này. Và em cũng khuyên các bạn là bạn nào mà không có một bình rượu xoa bóp độc vị ấy, ở nhà ấy, các bạn muốn có bình rượu xoa bóp này, cái bình rượu xoa bóp kia là thứ nhất là các bạn. Ồ, em đang nói chuyện nhưng mà em thấy cái quả gì giống quả cà phê thế nhỉ? Hình như là cái cà phê rừng hay sao ấy các bạn ạ. Lần đầu tiên thấy giống cái quả cà phê rừng ấy. Chút nữa thì em sẽ xuống xem. Cây cà phê rừng. Nếu mà các bạn mà không có các bạn chưa có một bình rượu nào ấy, bình rượu nào để xoa bóp ấy, bình rượu mà các bạn khi mà các bạn bị ngã, bị tổn thương ấy, các bạn dùng để xoa bóp ấy, thì các bạn nên dùng một cái bình rượu cỏ gió như này, một cái chai rượu cỏ gió như này nhé các bạn nhé. Các bạn nên có một cái chai rượu như này. Nhà em thì lúc nào cũng có một cái bình rượu, đây, cây cỏ gió này, với lại một cây sâm. Cây sâm mà hôm qua em giới thiệu cho các bạn bảo là cây này là quý lắm ấy, là ở núi đá ấy, là lấy ở trong kia về. Mấy cây này em kết hợp với nhau thì riêng nói về hệ xoa bóp nha các bạn nhé, đau nhức nhá, chỉ cần vố vào đấy thôi, rất là dễ chịu luôn. Và cái xoa bóp gọi là rượu xoa bóp thôi, nhưng mà các bạn bị ngá, bị tổn thương, bị sưng phù nề, các bạn bôi được hết, côn trùng cắn, muỗi đốt, kiến đốt là các bạn bôi được hết. Và một cái điều đặc biệt là khi mà các bạn bị ngã, bị xước ấy, vết xước của các bạn chảy ra, các bạn đổ cái rượu kia vào, mặc dù nó rất sót nhưng mà nó liền rất là nhanh các bạn nhé, nó liền rất là nhanh. Em thấy cây dưới kia giống như cây cà phê rừng ấy các bạn ạ, thấy rất là nhiều quả, nhưng mà để em lấy cây cỏ gió chút em sẽ xuống xem nó có phải cây cà phê rừng không, bởi vì thực tế thì em chưa thấy cây cà phê rừng, cái quả cà phê rừng như thế kia bao giờ. Đấy, em giới thiệu cho các bạn vậy thôi. Bây giờ em lấy đây này, cây này nó cũng khá to đây các bạn, đây là non của nó này. Một cây như này mà một cây như này á, chỉ cần một cây to như em vừa lấy này, một đống ấy, một cây này thì được phải ngâm được 2-3 lít rượu các bạn nhé. 2-3 lít rượu là rượu này, cái rượu xoa bóp này các bạn có thể dùng quanh năm, có thể dùng 1-2 năm, các bạn biết tại sao không ạ?
Các bạn có thể sử dụng rượu này từ khi ngâm là 30 ngày là sử dụng được đúng không? Từ 30 ngày các bạn có thể sử dụng được đến hết là các bạn lại dùng hết hết à hết là các bạn lại bù rượu khác vào không sao ạ. Tại vì mỗi lần các bạn xoa bóp các bạn chỉ dùng một ít thôi. Rất là tốt cho những cái bạn nào mà hay bị đau nhức mà không có rượu gì xoa bóp. Cái này á, cái rượu xoa bóp bằng cây cỏ gió này, những cái cồn mà các bạn mua ở ngoài thị trường không ăn thua đâu, không không bao giờ tốt bằng những cây này cả nhá. Đó, đây. Đây này, đây các bạn nhìn kỹ nhá, giá giống như lá lốt đấy này. Ở dưới nó như này. Chú các bạn không có, không biết còn có nhiều không, nhưng mà chú em thì không còn rồi các bạn. Chú em không còn rồi. Thôi em chào các bạn đây. Đấy em vẫn ăn ở rừng đây.